Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Đầu tư và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí Đầu tư và Phát triển kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: BIDV Ninh Thuận đẩy mạnh giải ngân vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2024. Thông tin cần biết: giới thiệu sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp do BIDV phát hành. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận đã triển khai kịp thời các chương trình ưu đãi, giảm lãi suất, duy trì lãi suất hợp lý và cạnh tranh trên thị trường. Từ đó đã giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hiện nay BIDV Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2024. Mở đầu tạp chí Đầu tư và Phát triển kỳ này là phóng sự BIDV Ninh Thuận đẩy mạnh giải ngân cho vay sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2024. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Với phương châm chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công, thời gian qua BIDV Ninh Thuận luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung vốn đầu tư cho các dự án nhằm thúc đẩy sản xuất và khai thác có hiệu quả các lợi thế tiềm năng ở địa phương. Ngoài việc cấp vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, BIDV Ninh Thuận còn liên tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cơ cấu thời hạn trả nợ, cho vay trung, dài hạn, bù đắp cơ cấu khoản vay ngắn hạn, khoản vay vốn tự có, đồng thời ban hành lãi suất cho vay ưu đãi đối với các khoản vay xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt. Với sự hỗ trợ kịp thời của BIDV Ninh Thuận, nhiều doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và đứng vững trong cơ chế thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Xác định doanh nghiệp là thành phần kinh tế chính trên địa bàn để mà phát triển kinh tế, thì trong thời gian qua, BIDV Ninh Thuận cũng đã tập trung triển khai các cái giải pháp, các cái gói tín dụng cũng như là các cơ chế chính sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp từng bước phục hồi kinh tế, thực hiện phát triển kinh tế tại địa phương và bước đầu đã đem lại những kết quả nhất định. Riêng trong năm 2024 thì ngân hàng chúng tôi tiếp tục triển khai các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn, từng bước phục hồi kinh doanh và hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp vay vốn lưu động thì ngân hàng chúng tôi cũng đã dành cái gói tín dụng với quy mô là 300.000 tỷ đồng để mà với lãi suất cho vay chỉ từ 4% để mà phát triển và bổ sung vốn lưu động để mà phát triển kinh doanh. Riêng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư các cái dự án máy móc thiết bị nhà xưởng, mở rộng quy mô kinh doanh thì ngân hàng chúng tôi cũng dành gói tín dụng với lãi suất chỉ từ 6,5%, thời gian cho vay tối đa là 8 năm để mà hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh cũng như là nâng cao năng lực sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu ở thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải là một trong những doanh nghiệp vay vốn của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận làm ăn có hiệu quả. Thành lập đầu năm 2017, từ một cơ sở nhỏ lẻ chuyên sản xuất trái cây sấy khô, công suất chế biến mỗi năm khoảng 4 tấn xoài, chuối các loại. Thị trường xuất khẩu là Cộng hòa Séc, doanh thu mỗi năm chỉ đạt khoảng 200 triệu đồng. Từ năm 2020 đến nay, nhờ tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu đã mạnh dạn đầu tư thiết bị máy móc, mở rộng cơ sở sản xuất chế biến và thị trường xuất khẩu. Đến nay, công ty có 21 lò sấy, phòng đóng gói, phòng bảo quản, kho chứa vật liệu với diện tích trên 6.000 m2. Không chỉ cung ứng cho các tỉnh thành trong cả nước, sản phẩm chuối sấy, xoài sấy của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu chuối Minh Châu còn xuất khẩu sang Nga, Ukraine, Mông Cổ, mỗi năm khoảng 500 tấn. Doanh thu tăng gấp nhiều lần so với trước đây, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Từ đầu năm 2017, công ty Minh Châu là bắt đầu thành lập. Từ giai đoạn đó rất là khó khăn về cái cơ sở hạ tầng, về cái máy móc thiết bị và thậm chí là đặc biệt là về vốn để kinh doanh. Nhưng mà tới năm 2020 khi mà đã đồng hành với BIDV rồi thì sự phát triển rất là rõ rệt. Công ty đã đầu tư thêm những máy móc hiện đại hơn, mở rộng thêm cái cơ sở hạ tầng về sản xuất và đặc biệt
là BIDV có hỗ trợ thêm là tăng cái nguồn vốn để công ty hoạt động. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà dịch bệnh, BIDV cũng hỗ trợ về giảm lãi suất rất là kịp thời để công ty là dựa trên cái tình hình đó là phát triển. Nhưng tới thì bây giờ thì cái sự phát triển của công ty rất là mạnh về cái thị trường như là Nga, Ukraine, Mông Cổ. Nhưng cái BIDV vẫn tiếp tục hỗ trợ về cái gói ưu đãi lãi suất. Chính vì lẽ đó rất là thuận lợi để công ty phát triển và tương lai về sau. Trong quá trình vay vốn tại BIDV, cán bộ tín dụng họ hướng dẫn rất là kịp thời, nhanh nhẹn về lãi suất thì rất là phù hợp đối với công ty. Nguồn vốn thì giải ngân rất là nhanh trong cái thời kỳ mà dịch bệnh khó khăn. Và từ đó công ty là chủ động nguồn vốn để kinh doanh. Thời gian tới vẫn mong muốn là tiếp tục đồng hành với BIDV để doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 1.269 loài cây thuốc mang dược tính cao, trong đó có 82 nguồn gen quý hiếm đặc trưng mang tính chất bản địa, cần bảo tồn, phát triển và tận dụng được nguồn nước dồi dào từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Nhận thấy tiềm năng và lợi thế này, công ty cổ phần Thảo Dược Liên kết Việt Nam ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại để nghiên cứu liên kết sản xuất bao tiêu, chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp có dược tính cao, mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là cây đinh lăng. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty đã xây dựng được vùng nguyên liệu hơn 120 hectare cây đinh lăng và một số cây dược liệu khác ở các huyện trong tỉnh, đồng thời đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà máy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lắp đặt camera giám sát từ xa để theo dõi quy trình trồng trọt, chăm sóc cây dược liệu đúng tiêu chuẩn, sinh trưởng và không dư lượng hóa chất. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, mỗi năm, công ty sơ chế, chế biến, đóng gói, đóng lon với số lượng hơn 10 triệu sản phẩm như trà túi lọc đinh lăng, trà túi lọc khổ qua rừng đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Ngoài ra, công ty còn sản xuất chế biến nước uống, đóng lon đinh lăng, cao đinh lăng, viên nén đinh lăng, gối đinh lăng có tác dụng hỗ trợ tăng cường thể lực, chống oxy hóa, giúp lưu thông khí huyết, an thần, ngủ ngon nên được khách hàng tin dùng tiêu thụ mạnh. Hiện tại công ty đã giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 8 triệu đồng mỗi người một tháng. Được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương cùng với cơ chế chính sách thu hút đầu tư thông thoáng của tỉnh và sự đồng hành nhiệt tình của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, công ty cổ phần Thảo Dược Liên kết Việt Nam ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn phấn đấu mở rộng vùng nguyên liệu lên 500 ha và đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến công nghệ cao tại khu công nghiệp Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2025. Đấy, công ty hiện nay liên kết với các cá nhân và tập thể có những cái quỹ đất lớn để công ty trở thành những cái vùng nguyên liệu đặc cao công nghệ cao để cho đảm bảo cho cái vùng nguyên liệu chúng ta có đạt tiêu chuẩn cho vùng nguyên liệu để chế biến xuất khẩu và công nghệ cao. Thế thành ra là công ty rất cần sự vào cuộc của các sở ban ngành cũng như là bên ngân hàng BIDV để chúng tôi đã có những cái hợp đồng là ghi nhớ để chúng ta cùng nhau đồng hành để phát triển giúp cho người dân có tiếp cận được cái nguồn vốn để mở rộng vùng nguyên liệu cũng như tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân của tỉnh Ninh Thuận. Trong cơ chế kinh tế thị trường, quy mô vốn và quy mô đầu tư của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chính sách cho vay vốn của các tổ chức tín dụng. Vì thế, để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chủ động nguồn vốn đầu tư sản xuất cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, BIDV Ninh Thuận đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực, thực hiện tốt chính sách để duy trì các khách hàng truyền thống, tiếp cận thu hút các khách hàng mới có năng lực tài chính, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và phong cách giao dịch, đẩy mạnh phát triển tín dụng, tập trung cho vay các gói tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tiền mặt cho khách hàng, tiếp tục giải ngân các dự án, đồng tài trợ. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, có gần 300 doanh nghiệp đang vay vốn tại BIDV Ninh Thuận với tổng dư nợ hơn 5.800 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80 doanh nghiệp được vay gói tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ nhận ưu đãi hơn 2.500 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong những tháng cuối năm 2024, BIDV Ninh Thuận tiếp tục duy trì các gói tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn đã triển khai từ đầu năm nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cũng như hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, gói tín dụng ngắn hạn quy mô 300.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, gói tín dụng ngắn hạn quy mô 80.000 tỷ đồng
dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa và gói tín dụng trung dài hạn quy mô tối đa 65.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, lãi suất chỉ từ 4% mỗi năm. Bên cạnh đó, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận còn đưa ra nhiều giải pháp kinh doanh mang tính chiến lược như thực hiện nghiêm quy trình chính sách tín dụng và các văn bản pháp quy có liên quan theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tiếp tục duy trì các mối quan hệ khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, áp dụng mạnh các chương trình hỗ trợ lãi suất từ BIDV Việt Nam để tăng tính cạnh tranh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi, các chính sách ưu đãi trong thời gian tới, thì BIDV chúng tôi tiếp tục triển khai các cái giải pháp chính như sau. Thứ nhất là ngân hàng chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát cái chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là cái việc mà triển khai các dự án lớn trên địa bàn, để từ đó ngân hàng chúng tôi tiếp cận các doanh nghiệp và triển khai kịp thời các cái gói tín dụng ưu đãi cũng như là các cái chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp này. Và song song đó thì ngân hàng chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các cái chính sách của ngành ngân hàng cũng như là chính phủ để trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp có khó khăn tạm thời để mà từng bước khôi phục sản xuất. Cụ thể là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ cái việc mà triển khai mạnh mẽ cái cơ cấu nợ theo thông tư 02 giữ nguyên nhóm nợ, cũng như là triển khai mạnh mẽ cái việc giảm lãi suất và cái gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn. Với những chính sách ưu đãi về lãi suất, sự hỗ trợ kịp nguồn vốn vay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận luôn là điểm tựa giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Một thông tin cần biết kỳ này giới thiệu đến quý vị và các bạn thẻ tín dụng doanh nghiệp do BIDV phát hành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thẻ tín dụng doanh nghiệp là một loại thẻ tín dụng được BIDV phát hành dành cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ ủy quyền cho chủ thẻ phụ đứng tên trên thẻ để giao dịch và sử dụng thẻ vào các mục đích chi tiêu hoạt động của doanh nghiệp. 1. Mục đích sử dụng: thanh toán cho các mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên hoặc bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp như chi phí mua hàng hóa, nguyên vật liệu trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung phục vụ cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp gồm các khoản văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí, chi phí tiếp thị quảng cáo, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng, sản xuất như tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc phát, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đi bán. 2. Lợi ích thẻ tín dụng doanh nghiệp. Thẻ tín dụng doanh nghiệp là một sản phẩm thanh toán hiện đại, an toàn, giải pháp trọn gói, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc chi tiêu và quản lý nguồn chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp. Với lợi thế chi tiêu trước và trả tiền sau, doanh nghiệp sẽ kịp thời bổ sung được nguồn vốn lưu động, giảm thiểu rủi ro so với giao dịch tiền mặt, đồng thời tận hưởng trọn vẹn các chương trình khuyến mãi của BIDV, tổ chức thẻ Visa và các đối tác khác. 3. Chương trình ưu đãi: miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí thường niên các năm tiếp theo khi tổng chi tiêu đạt từ 100 triệu đồng mỗi thẻ một năm trở lên, miễn phí thêm gần 10 loại phí khác, gồm phí phát hành lại thẻ, phí cấp lại PIN, phí cấp sao kê, phí tra soát khiếu nại, lãi suất hấp dẫn nhất thị trường chỉ 15% một năm, hoàn tiền 30% các giao dịch phát sinh trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành đối với các thẻ phát hành mới, tối đa 1 triệu đồng mỗi thẻ, hoàn tiền 10% doanh số giao dịch chi tiêu thanh toán chi phí vé máy bay của doanh nghiệp, tối đa 500.000 đồng mỗi tháng một thẻ. Tận hưởng nhiều ưu đãi đến từ các đối tác của tổ chức thẻ Visa trên đa dạng các lĩnh vực như quảng cáo, ẩm thực, khách sạn, phòng chờ. Thông tin liên hệ: BIDV Ninh Thuận, số 138 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ông Thọ An Hiền, điện thoại 0989 657 341. Bà Trương Thị Kim Thoa, điện thoại 0916 816 086. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại tạp chí Đầu tư và Phát triển kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình này kỳ sau.